Em bé 11 ngày tuổi bị mẹ bỏ trước cổng nhà cặp vợ chồng hiếm muộn gây xúc động. Mới đây, câu chuyện về bé gái bị bỏ lại trước cửa nhà một cặp vợ chồng hiếm muộn ở Hải Phòng đã khiến nhiều người xót xa. Bé gái được đặt trong giỏ hồng, được mẹ chuẩn bị cho bộ quần áo xinh xắn, đặt ngay ngắn trước cửa nhà của một cặp vợ chồng, kèm theo đó là tờ giấy với nội dung: "Em là sinh viên, do lầm lỡ, hoàn cảnh không nuôi được bé. Mong anh chị nuôi nấng bé khôn lớn làm người. Bé sinh ngày 15 tháng 5 năm 2022. Con gái, mẹ xin lỗi." Có lẽ người mẹ này đã âm thầm tìm hiểu rất lâu để biết đây là ngôi nhà có hai vợ chồng hiếm muộn lâu năm trước khi thực hiện quyết định đau lòng trên. Đối với cặp vợ chồng hiếm muộn, em bé như món quà mà ông trời ban tặng. Hiện anh chị đã nhận nuôi bé với niềm vui và hạnh phúc vô bờ. Đang là sinh viên, hoàn cảnh khó khăn, hẳn cô gái cũng đã rất khổ tâm khi nhờ người khác nuôi nấng con gái mình. Mặc dù vậy, cô gái đã mặc cho con mình bộ quần áo tươm tất, đặt con trong chiếc nôi hồng xinh xắn, để ở một nơi sạch sẽ, chấm son trên trán, bỏ tỏi vào giỏ cho con. Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều dân mạng đã để lại những bình luận thương cảm và vô cùng cảm thông cho người mẹ, đồng thời chúc mừng cặp vợ chồng hiếm muộn. Đây là lần đầu tiên mình thấy thông cảm cho một người mẹ bỏ con. Chúc anh chị và bé nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Đừng chê trách mẹ bé. Mẹ bé chọn một gia đình hiếm muộn gửi con, chấm son, đeo tỏi, lót ổ, chăn gối quần áo cẩn thận cho con họ. Cô ấy đã cố gắng hết sức. Ít nhất mẹ con cũng sinh con ra khỏe mạnh, mặc được cho con bộ quần áo xinh xắn. Nhiều bạn không may mắn còn bị chính mẹ mình để trong túi bóng đen mặc kệ. Thương con, nhưng càng thương mẹ con, khúc ruột của mình mà phải rời xa, đúng là đau lòng quá. Nhìn con như này là biết mẹ con đã yêu thương và nâng niu con như thế nào. Với cặp vợ chồng hiếm muộn hoặc mất khả năng sinh nở, thì đây là món quà vô giá đối với họ. Chúc con một đời an nhiên. Tuy những chi tiết cho thấy người mẹ rất yêu thương con, nhưng việc vứt bỏ con của người mẹ này vẫn là một hành động sai trái, thiếu tính nhân đạo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.